Sau rằm tháng 1 âm lịch, ba con giáp này đổi đời thành đại gia, nhiều quý nhân phù trợ, tài lộc đầy nhà, tiền nhét chật két. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm phong thủy học, mỗi người đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có người giàu sang phú quý vào thời điểm này nhưng lại xui xẻo và đen đủi vào thời điểm khác. Không ai biết có thể được may mắn đến với mình vào lúc nào. Tuy nhiên, vốn dĩ may mắn lại được cấu thành từ cơ hội. Quan trọng là những con giáp này biết nắm bắt những cơ hội vàng để tận dụng và phát triển một cách triệt để nhất. Năm Canh Tý 2020 đã kết thúc. Các bậc thầy tử vi chỉ rõ rằng thời điểm đầu năm 2021, đặc biệt là sau rằm tháng Giêng, được xem là khoảng thời gian đại cát, đại lợi, bứt phá, tài lộc, tiền bạc hanh thông đối với ba con giáp. Thời điểm này, ba con giáp này làm gì cũng thuận lợi và sự như ý giàu có hơn người. Đây được coi là thời khắc may mắn hiếm hoi và là lộc Tết trời ban riêng cho họ. Tất cả đều nhờ được tử vi phúc tinh cao chiếu, thần Phật giúp đỡ và hỗ trợ. Vì vậy, họ gặt hái được rất nhiều tiền bạc. Có thể nói, đây là may mắn, thành công viên mãn. Đây là thời cơ phúc lộc vô biên, thần tài gửi đến lộc đầu năm. Vậy ba con giáp này là ba con giáp nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi ngay trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Một tuổi Dậu, tử vi tháng 1 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy thời điểm sau rằm tháng 1 âm lịch, tuổi Dậu sẽ đón nhận vạn sự cát lành, nhiều tin mừng ập đến. Đầu năm mới, hành sự hanh thông, hứa hẹn thu hoạch kết quả tốt lành. Công việc có nhiều chuyển biến tích cực nhờ nguyên lệnh Lâm Đế Vượng là điểm báo vượng vận quý nhân, làm gì cũng sẽ tìm được quý nhân giúp sức. Các kế hoạch mà bản mệnh đề ra đều có được đánh giá cao, dự án lập tức được phê chuẩn để tiến hành. Có nhiều lời khen ngợi bởi những suy nghĩ táo bạo, độc đáo của bản mệnh. Đường công danh được trợ lực lớn, cận ái được thành quả đáng nể. Trong quá trình làm việc vẫn gặp chút trở ngại ban đầu nhưng mức độ không lớn, sau cùng vẫn được xử lý đâu vào đó, không ảnh hưởng đến cục diện. Tuy nhiên, thời điểm này có thiên hình tàng ẩn, kẻ tiểu nhân quấy phá, mệnh chủ nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tỉnh táo trong các mối quan hệ để tránh hung hiểm. Tài vận sau rằm duy trì ở mức bình ổn, hầu như không có thứ tài, thu nhập chủ yếu vẫn phải dựa vào chính tài, tức công việc chính hiện tại. Nhưng bạn vẫn cần đề phòng tiểu nhân hãm hại, nhằm hớt tài trên, lại thêm tiểu hao hung tinh có thể khiến bạn phải tốn kém không ít tiền bạc vào những mục đích không chính đáng. Thêm nữa, thời điểm này, kiếp tài chiếu mệnh nên tuổi Dậu càng khó giữ tiền trong tay, bản mệnh chi tiêu khá nhiều cho những kế hoạch đầu năm. Có chuyện là không thể tránh, nhưng có chuyện hoàn toàn là do bạn quá thoáng tay, bạn cần phải cân nhắc trước khi tiêu tiền. Phương diện tình cảm tạm ổn, không phát sinh quá nhiều mâu thuẫn trong tình yêu đôi lứa, gia đạo an yên sau khi tuổi Dậu và nửa kia chung tay giải quyết xung đột trong gia đình. Người độc thân có đào hoa khoe sắc, có thể nhân cơ hội này chủ động mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá nhiều. Nếu đang trong một mối quan hệ, bạn nên chuyên tâm và nghiêm túc hơn với người kia. Tâm lý cả thèm trong chán, yêu đương tùy hứng hay giận hờn vô cớ sẽ chỉ càng khiến được tình duyên của bạn thêm trúc chắc, bất ổn. Để mọi việc đều phát triển một cách hanh thông và thuận lợi thì bản mệnh hãy mang theo bên mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Tị, Dậu, Sửu. Với năng lực tăng hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đạt thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập xung quanh bạn. Vòng còn giúp bạn hóa giải những thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ. Đồng thời, vòng sẽ giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc, cát lành và đặc biệt là chiêu mời quý nhân, giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh. 2. Tuổi Ngọ.
Xem tử vi tháng, vận khí của người tuổi Ngọ trong những ngày đầu xuân năm mới Tân Sửu 2021 khá lý tưởng, làm gì cũng suôn sẻ thuận lợi, tin vui tới tấp. Bản mệnh có quý nhân tam hợp nâng đỡ, quý nhân vận của những chú ngựa trong thời điểm này rất vượng, làm việc gì cũng có người trợ giúp, chỉ dẫn tận tình, tìm được bước ngoặt trong tình thế nguy cấp. Không những vậy, bản mệnh còn được chính quan tương trợ, đường quan lộ càng được rộng mở. Nếu nhân lúc này, bản mệnh có thể chấp thời cơ thể hiện năng lực, phát huy thế mạnh cũng như tầm ảnh hưởng của bản thân trong tập thể, chắc chắn những mục tiêu bạn đặt ra từ lâu sẽ sớm thành hiện thực, lại được mọi người công nhận và nể trọng, rất có lợi cho đường thăng tiến. Trong quá trình thực hiện, đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi những chông gai, sóng gió, trợ lực, vất vả, song đó đều là những chướng ngại vật cần có trên chặng đường thành công để thử thách và tôi luyện. Người luôn nỗ lực và kiên trì tới cùng sẽ là người nếm được quả ngọt. Cùng với công việc thuận lợi, đường tài lộc của người tuổi Ngọ cũng khởi sắc trông thấy. Chính tài trong tháng khá vượng là điềm báo thu nhập nhanh chóng được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng cao, người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những người làm kinh doanh thì đây là một tháng đầu năm khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về. Hơn nữa, địa chỉ bán hợp rất thích hợp cho việc hợp tác làm ăn, buôn bán. Do đó, bản mệnh có thể mạnh dạn tiến hành các kế hoạch kinh doanh, hùn vốn chung với đối tác lâu năm, vốn có sẵn sự tin cậy và song phương đều hiểu rõ cách thức làm việc với nhau. Như vậy, tài vận trong thời điểm này rất đáng hứa hẹn. Tuy nhiên, bạn vẫn nên quản lý chi tiêu cẩn thận để đề phòng họa hao tài trong tháng riêng, bởi đây là tháng sẽ phải chi tiêu khoản không nhỏ cho các công việc đầu năm của gia đình. Mặt tình cảm trong thời điểm này cũng có đào hoa khoe sắc rất có lợi cho đường tình duyên của người độc thân. Tình cảm thăng hoa, bạn có thể gặp gỡ đối tượng ưng ý, thậm chí còn xuất hiện cả tình yêu sét đánh, điều mà bấy lâu bạn chưa từng nghĩ tới. Các cặp vợ chồng đã chịu mở lòng, thẳng thắn chia sẻ với nhau và cùng giữ gìn hạnh phúc gia đình. Có người còn đón tin vui về con cái hoặc trong nhà có hỷ sự. Ngoài ra, sức khỏe về cơ bản không có vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, bạn vẫn chú ý đi lại cẩn thận, tránh bị té ngã, thương tật tay chân hoặc gặp tai nạn bất ngờ do bạch hổ hung tinh gây ra. Để kích vượng sự nghiệp và tài lộc thì bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề. Từ đó sẽ giúp cho công việc của bạn được hanh thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực xua đuổi tà ma, tăng cường các khí. 3. Tuổi Mão. Xem tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Mão cho thấy, thời điểm so rằng cục diện tam hội sẽ đem tới nhiều may mắn cho bản mệnh. Thời gian này bản mệnh vô cùng thong dong, lại thêm nguyên lệnh lâm thai đại diện cho sự chuyển hóa, tiến triển, hứa hẹn vận trình sẽ ngày càng hay thông. Vì vậy, những chú mèo có thể kê cao gối ngủ trong thời điểm này. Bên cạnh đó, bách việt tăng vận đào hoa có lợi cho bản mệnh mở rộng và phát triển các mối quan hệ xã giao, tạo bước đệm cho sự thăng tiến sau này. Nhìn chung, những chú mèo không gặp bất cứ trở lực nào trong tháng, khởi đầu năm mới như vậy là vô cùng tốt hơn so với các con giáp khác. Tuy nhiên, để đạt được bước đột phá mới, đòi hỏi bạn phải nỗ lực nhiều hơn. Nên nhớ, luôn đổi mới và sáng tạo sẽ rút ngắn con đường tiến tới thành công. Tin mừng tiếp theo sẽ đến từ phương diện tài chính. Tài lộc ngày càng khởi vượng nhờ sự xuất hiện của chính tài. Trong tháng riêng này, tuổi Mão làm việc khá thảnh thơi mà nguồn thu không hề sụt giảm. Bản mệnh sẽ có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái. Nói chung, không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, dù bạn là người làm công ăn lương hay là người làm kinh doanh. Với những ai đang ấp ủ ý định khởi nghiệp, tháng đầu năm này khá phù hợp để bắt đầu. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tiến hành từ từ thăm dò thị trường một thời gian để hạn chế rủi ro, sau rồi mở rộng cũng chưa muộn. Cách làm chậm nhưng chắc sẽ mang lại hiệu quả cao. Với người theo kinh nghiệm kinh doanh, thị trường đầu năm thường ít biến động, bạn có thể cân nhắc việc đầu tư ở quy mô nhỏ lẻ, đợi thời cơ làm lớn, tham lam và vội vàng có thể sẽ khiến bạn mất cả trí lẫn trái. Tuy nhiên, thời gian này, bản mệnh vẫn cần lên kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh tình trạng tiêu tiền như nước, rất dễ dẫn tới phá tài. Đào hoa trong tháng cũng có dấu hiệu khoe sắc tích cực nhờ bách việt chiếu mệnh. Người độc thân, vượng đào hoa, nhân duyên khác giới rộng mở, có thể tìm được một nửa phù hợp trong chuyến du xuân hay đi du lịch đầu năm mới. Bên cạnh đó, trong thời điểm này, vợ chồng tuy có bất đồng quan điểm nhưng biết chín mà làm 10, giữ gìn, gia đạo, yên vui.
Phương diện sức khỏe cần chú ý tới vấn đề ăn uống. Những cuộc ăn nhậu, tụ tập trong kỳ nghỉ dài sẽ gây ra các vấn đề về tiêu hóa nên bạn thường bị đầy hơi, ăn không ngon miệng. Nhiều người lại lười luyện tập khiến trọng lượng cơ thể tăng đáng kể. Cho nên bản mệnh hãy cố gắng tận dụng cơ hội này, từ đó tạo ra bước đệm phát triển trong thời điểm tiếp theo trong năm. Bên cạnh đó, bản mệnh cần mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, hợi, mão, mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn tăng may mắn, chiêu tài lộc và cát lành. Đặc biệt, vòng còn chiêu mời quý nhân giúp đỡ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong thời gian sắp tới. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!